À. Ăn tu tì ra cái gì ra cái này. Yeah, mình thắng rồi. Nghỉ hè, em đi chơi cùng bạn. Cô giao bài tập, em có 16 trang. Bây giờ em làm đến trang 5. Mẹ em dạy làm bài, dễ hiểu bài lắm. Phương Anh lớp 1A2 đến chị mình nhá. Du lịch 2 ngày nữa em được đi du lịch. Em đi Hạ Long, em chơi công viên bãi cháy, chơi rất là vui. Minh Nhân. Ba ba vào hẹn gặp lại ba.